Dạ rồi hello xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi Zoom stream buổi livestream trực tiếp của Thanh An và chúc cho tất cả các anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn nha. và hôm nay thì Thanh An lại tiếp tục đến với các anh chị chia sẻ cho chúng ta những cái bí kíp để giúp cho các anh chị sẽ gia tăng được dòng tiền trong những tháng cuối năm đặc biệt là tháng 11 năm 2023 các anh chị nhé à Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ngày hôm nay chúng ta đã sẵn sàng thì có thể là cùng comment sẵn sàng được không ạ? à Yes, vô cùng là tuyệt vời các anh chị ha. À, ngày hôm qua thì Thanh An cũng đã hướng dẫn cho các anh chị là chúng ta viết nên một cái nhật ký thành công của tháng 11 rồi các anh chị nhé. À, anh chị đã viết nên cái nhật ký thành công của mình trong tháng 11 chưa ạ? À, anh chị nào chưa biết cách viết à, về một cái nhật ký thành công cũng như là một cái bức tranh tài chính trong tháng 11 này á à, thì anh chị có thể là liên hệ à, trực tiếp cùng với Thanh An để Thanh An hướng dẫn cho các anh chị nhé à, hoặc là anh chị ấn vào cái đường link mà Thanh An để ở dòng trạng thái để mà anh chị vào nhóm Thanh An sẽ hướng dẫn các anh chị nha à, để giúp cho chúng ta có một cái mục tiêu về tài chính và chúng ta sẽ học cái cách từng bước từng bước một để chinh phục cái mục tiêu về tài chính của mình được không ạ? à rồi ok các anh chị ha à, à, anh chị biết không ạ à, thường á à, chúng ta thường hay à, có một cái thói quen là chúng ta thường dành ra cái thời gian à, để đi làm gì các anh chị à, chúng ta thường dành ra thời gian để đi à, xem bói à, dành ra thời gian để mà mình sao ạ à, để mà mình à, tiên đoán về một năm hoặc là nhờ ai đó à, nói cho chúng ta là À, phải làm sao ạ à, cái năm này là một năm mà chưa được suôn sẻ cái năm này là sao này chiếu sao kia chiếu đúng không các anh chị à, và thường là chúng ta rất là hay tin vào những cái điều đó à, tuy nhiên những người thành công á thì họ thường dành ra cái thời gian à, thay vì thay vì cái việc mà thời gian chúng ta đi dành cho những cái việc đó thì những người thành công á họ dành ra thời gian đó là gì đó là họ ngồi để họ viết họ viết nên cái câu chuyện cuộc đời của họ, à, họ ngồi họ dành thời gian để họ viết nên cái nhật ký cuộc đời của họ, các anh chị, à, đó là sao? đó là họ ngồi xuống và họ viết ra à, trên giấy, các anh chị, à, họ viết ra trên giấy là năm nay họ đạt được cái mục tiêu gì? năm nay họ có được một cái cuộc sống ra sao? ấy, họ ngồi họ viết, các anh chị, à, sức khỏe của họ như thế nào? mối quan hệ của họ ra sao? rồi tài chính của họ như thế nào? À, anh chị hiểu không ạ? À, hoặc á, là mỗi tháng họ cũng đều à, dành ra thời gian để mà họ viết ra cái sự thành công của họ à, trong cái tháng đó luôn. À, ví dụ như là chúng ta à, chúng ta đã à, viết là gì? Về cái mục tiêu tài chính 30 ngày của chúng ta trong tháng 11 đúng không ạ? À, và à, hiện tại thì chúng ta đang ngồi ở ngày bao nhiêu các anh chị? Khi mà chúng ta viết thì chúng ta ngồi ở ngày bao nhiêu? À, chúng ta ngồi ở ngày 30 tháng 11 đúng không các anh chị ơi? Đấy. Mặc dù hôm nay mới là ngày 3, ngày 4, tháng 11 thôi nhưng mà chúng ta cũng đã ngồi ở cái ngày cuối tháng rồi các anh chị à, Rồi khi mà anh chị ngồi ở ngày cuối tháng thì anh chị bắt đầu viết về cái nhật ký của mình à, Đó là chúng ta đã có một cái tháng vô cùng là tuyệt vời như thế nào Đúng không ạ, chúng ta đã có về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ Đấy, mục tiêu về tài chính 30 ngày của chúng ta đó anh chị đã có à, gọi là sao anh chị đã có một cái nhật ký thành công như thế nào trong cái tháng vừa rồi đấy đúng không ạ và mình viết y như thể là mình đã đạt được cái cái cái, kết quả trong cái tháng đó rồi các anh chị nha à, sống như thể đã đạt được rồi đúng không ạ à, và giống như là cái việc mà chúng ta đã viết xong à, Cái sự thành công Viết xong cái nhật ký thành công của chúng ta à, Trong tháng 11 này rồi à, Vậy thì cái việc của chúng ta là làm gì các anh chị À, bây giờ viết xong rồi, bây giờ mục tiêu xong rồi á thì mình làm gì ạ? Mình phải hành động các anh chị nhá. À mình phải hành động các anh chị. À, mục tiêu trong cái tháng 11 cũng như là những cái tháng à, chỉ còn một hai tháng nữa là thôi mình đã kết thúc năm 2023 rồi các anh chị ơi. À, và cũng như là trong xuyên suốt những cái tháng năm tiếp theo của cuộc đời mình á các anh chị để giúp cho các anh chị thay đổi được cái cuộc sống của mình để chúng ta có thể làm chủ được cái cuộc đời của mình. À, và mọi chuyện giúp cho mọi chuyện đi theo cái cách mà chúng ta muốn á, các anh chị thì vậy làm sao chúng ta cần phải làm chủ tâm trí của mình thật là tốt các anh chị nhá à, làm chủ tâm trí của mình làm chủ suy nghĩ của mình à, luôn hướng tới à, những cái điều mà mình mong muốn được không ạ đấy anh chị à, ghi giúp lại cái việc mà giúp cho thanh an những cái việc mà anh chị à, cần phải làm đi ạ đó là gì đó là xuyên suốt à, trong cái cuộc đời này luôn các anh chị nhá chứ không phải là chỉ trong một cái tháng 11 hoặc là tháng 12 đâu các anh chị nhá. Đúng không ạ? Nếu như mà anh chị muốn viết nên cái câu chuyện cuộc đời của riêng mình á thì cái việc của mình á đó là gì? Đó là mình phải làm chủ tâm trí của mình tốt, mình phải làm chủ cái suy nghĩ của mình tốt. À, mình phải hướng cái tâm trí và hướng cái suy nghĩ của mình tới những cái điều mà mình mong muốn các anh chị nhá. Được không ạ? À, và trong những cái thời điểm trong những cái tháng à, cuối năm như thế này đặc biệt là tháng 11 các anh chị ha à, để mà giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu về tài chính á, thì sao anh chị cần phải đồng hành à, cùng với câu lạc bộ à, để giúp cho chúng ta đạt được những cái tháng cuối năm vô cùng là rực rỡ các anh chị nhá à, thậm chí là những cái tháng đầu năm sau và những năm tiếp theo nữa các anh chị à, được không ạ. À, và mình bây giờ mình phải đặt ra một cái mục tiêu đó là gì à, bây giờ chỉ còn có hai tháng cuối năm thôi à, nhưng mà mình phải ra quyết định là mình cần phải đạt được một cái sự thành công rực rỡ mà có thể là gì à, trước đó là 10 tháng kia à, mình có thể là chưa đạt được những cái mục tiêu trong năm của mình à, vậy thì hai tháng cuối năm này mình phải bứt phá để mà mình về đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nhé bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây á, à, cái mục tiêu năm 2023 của chúng ta còn đang gian dở và chưa đạt được 50% đâu ạ, đấy, à, các anh chị có thường hay đặt mục tiêu năm không? À, cái ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa rồi anh chị có đặt mục tiêu không ạ? Có, đúng ạ. À, những anh chị nào mà chúng ta đang gian dở mục tiêu của năm 2023 và chưa đạt được mục tiêu rồi, đấy. À, vậy nên là những cái tháng cuối năm này thì sao ạ à, thì mình cần phải tập trung ba à, hai cái tháng cuối năm này rồi này rồi á, thì sao ạ mình phải cần phải à, có được một cái sự bứt phá thành công rực rỡ mà nó lớn bằng hoặc là lớn hơn 10 cái tháng vừa qua à, cộng lại đúng không ạ có tuyệt vời không các anh chị ơi ừ, vậy thì sao ạ vậy thì chúng ta cần phải có được một cái sự tập trung cũng như là có được cái sự nghiêm túc các anh chị nhá à, 10 tháng trước mình đã lơ là rồi à, 10 tháng trước mình đã đi cà rề cà rề rồi các anh chị à, Bây giờ mình còn đi cà rề cà rề nữa là kết thúc một năm 2023 là rất là cà rề các anh chị nhá. Đúng không ạ? Và cái thời khắc mà anh chị ra quốc định thì số mặt anh chị được hình thành À, và anh chị hãy ghi vào à, cái cuốn vở của mình đi ạ à, đó là gì đó là bắt đầu từ cái giây phút này về sau à, là những cái năm tháng thịnh vượng và huy hoàng về tài chính của mình và bắt đầu từ cái giây phút này các anh chị nhá à, được không ạ ừ, cứ ra quyết định đi các anh chị à, ra quyết định á thì con đường để, à, con đường sẽ xuất hiện các anh chị nhá à, và mình ra quyết định đó là gì đó là từ cái năm tháng này trở về sau À, đó là những cái tháng năm à, huy hoàng và thịnh vượng về tài chính à, gia đình hạnh phúc à, con cái thông minh thiên tài à, sức khỏe thì hoàn hảo à, gia đình thì yêu thương nhau à, bố mẹ thì khỏe mạnh được không ạ? Ừ. À, đấy anh chị phải ra quyết định nha à, anh chị phải ra quyết định để canh chị cho nên á à, à, để mà anh chị à, cái điều mà anh chị cần phải làm để giúp cho canh chị có được cái sự thành công bứt phá à, đó chính là gì ạ? Ừ đầu tiên mình cần phải làm chủ được cái tâm trí của mình tốt các anh chị. À, đầu tiên mình phải làm chủ được cái tâm trí của mình tốt, mình phải làm chủ được cái suy nghĩ của mình hướng tới cái kết quả mà mình mong muốn được không ạ? À, và cái điều thứ hai đó là gì? Đó là mình sẽ đồng hành cùng với câu lạc bộ để mình phát triển cái tư duy của mỗi ngày, à, mình phát triển tư duy và phát triển cái giá trị nội tại của mình lên mỗi ngày các anh chị. À, được không ạ? À, thì khi mà anh chị phát triển giá trị nội tại của mình lên thì trong cái tháng 11 này à, và những cái tháng còn lại và còn có một tháng còn lại của năm 2023 thôi các anh chị à, sẽ là những cái tháng cực kỳ bùng nổ à, thu nhập của các anh chị có thể là gia tăng gấp đôi gấp ba, gấp 4 gấp 5 đó là cái chuyện bình thường các anh chị được không ạ à, cho nên là sao cho nên là mình cần phải hành động và mình cần phải có một cái sự tập trung trong những tháng cuối năm các anh chị nhé à, và sao và thêm một cái nữa đó là gì ạ À, mỗi ngày chúng ta hãy tự viết nên cái câu chuyện thành công của riêng mình. À, thông qua là gì? Thông qua cái quy trình đặt hàng vũ trụ lúc 22 giờ mỗi tối các anh chị nhá. đấy. À, à, ngày hôm nay là mình sẽ viết, à, mình viết giống như là gì? Ạ? À, giống như là cái ngày mai nó đã diễn ra rồi các anh chị ơi. Đúng không ạ? À, đó là cái cách viết nhật ký thành công của một ngày. À, ví dụ như là hôm nay là ngày 4 tháng 11 đi À, vậy thì mình sẽ đặt hàng vũ trụ cho ngày năm đúng không ạ mình sẽ đặt hàng vũ trụ cho ngày năm đúng không ạ à, vậy thì buổi tối dung 22 mươi giờ à, sẽ có một buổi dung về quy trình hướng dẫn quy trình đặt hàng vũ trụ ứng dụng lô hấp dẫn thu hút thành công à, chúng ta sẽ được à, câu lạc bộ hướng dẫn cho chúng ta cái cách đặt hàng vũ trụ các anh chị nhé à, anh chị nào muốn tham gia vào nhóm thì có thể là liên hệ inbox trực tiếp cho thanh an hoặc là ấn vào cái đường link mà mà thanh an để ở đó và mình có thể tham gia vào nhóm để được hỗ trợ được không ạ À, rồi à, à, Ví dụ à, Thành hàng Ví dụ cho các anh chị Về cái quy trình đặt hàng vũ trụ Các anh chị nha à, Hôm nay Là ngày 5 tháng 1 Năm 2023 Là một ngày Vô cùng là tuyệt vời à, Đấy Tuyệt vời như thế nào Các anh chị à, Anh chị có những cái Thành công như thế nào Về tài chính Về sức khỏe Về mối quan hệ à, Tiền về Dễ như hơi thở à, Khách hàng Tự chủ động gõ cửa Mua hàng à, Khách hàng nhiều đến nỗi Mà mình chăm sóc Cả năm không hết à, Tuyệt vời không ạ Đấy bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta đã tham gia về quy trình đặt hàng vũ trụ và chúng ta cũng đã đạt được nhìn thấy được và mình thấy được là khách hàng tự động gọt cửa mua hàng cũng như là mình đạt được những cái đơn hàng lớn và nó giống y chang như là cái con số mà anh chị đặt ra đâu ạ? ấy đấy đây, riêng bản thân thanh an á khi những cái ngày nào á, mà mình đặt ra những cái con số mình đặt ra năm khách hàng á là mình có năm khách hàng mình đặt ra 10 khách hàng là có 10 khách hàng các anh chị đấy tuyệt vời không ạ đấy và những anh chị nào á, mà chúng ta có cái đơn hàng đặt hàng vũ trụ á, thì á, à, buổi tối anh chị đặt như thế nào ngày mai á, xảy ra y chang luôn các anh chị à, hoặc ít nhất là sao hoặc ít nhất là từ 70 đến 80%. Nó diễn ra y như thế đó các anh chị ơi. À, tuyệt vời không ạ? Đó, và trong cái chuỗi live stream như thế này nè à, Thanh An sẽ hướng dẫn cho các anh chị à, cái cách để mà chúng ta có thể tự viết nên cái câu chuyện thành công của chính mình. À, tự viết nên câu chuyện của cuộc đời mình luôn các anh chị nha. À, được không ạ? Và có một cái câu chuyện à, mà Thanh An được người thầy thành công của mình chia sẻ các anh chị nha. À, đó là sao Đó là có một cái vị á. À, vị này thì là người Ấn Độ các anh chị. À, vị này là cái người mà hay coi cung hoàng đạo mà giỏi nhất Ấn Độ các anh chị ơi đấy và có một cái đoàn khảo cổ à, đi đến và họ đi khảo sát các anh chị à, họ đi tìm hiểu à, thế thì à, cái đoàn khảo cổ mới hỏi cái vị ấn độ các anh chị à, hỏi là chào à, ngài là một người xem cung tử vi à, và cung hoàng đạo à, giỏi nổi tiếng số một à, ở ấn độ à, vậy thì à, tôi hỏi ngài là sao à, ngài có thể xem tự xem cho cuộc đời của mình được không À, thế là người người thầy này mới bảo là sao ạ, à, mới bảo là cái tờ xem về cái cung hoàng đạo của tôi, à, tôi bỏ rồi. À, thế thì những cái người này mới bất ngờ hỏi là sao ạ, à, hỏi là tại sao vậy, à, tại sao ngài lại bỏ đi cái tờ này? À, thế thì cái vị vị này vị mới trả lời đó là gì ạ? À, vị trả lời rằng mọi chuyện đến với mình là còn phụ thuộc vào quy luật nhân quả nữa. À, và ngài đưa ra cái ví dụ các anh chị nhá à, ngài đưa ra cái ví dụ đó là gì à? À, ví dụ tâm trí của mình đi à, tâm trí của mình có những cái suy nghĩ không tích cực mình có những cái lời nói không tích cực và mình có những cái lời à, và mình sẽ có những cái hành động không tích cực đó, thì mình sẽ thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình à, mình thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình các anh chị à, và luật nhân quả mà À, luật nhân quả gieo gì thì gặt nấy không gieo thì không gặt các anh chị mà gieo thì chắc chắn gặt được ngoại gieo thì chắc chắn gặt và một khi đã gặt thì gặt gấp nhiều lần gieo đấy một khi đã gặt thì gặt gấp nhiều lần gieo các anh chị à, và cái vị đó mới bảo rằng là gì à, cái à, mọi chuyện đến với cuộc đời của mình là phụ thuộc vào quy luật nhân quả nữa đấy và chính vì vậy tôi biết được rằng à, trong tâm trí của mình nếu như mà có những cái suy nghĩ không tích cực lời nói không tích cực những cái hành động không tích cực à, thì tôi sẽ thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình à, chính vì vậy á mỗi ngày tôi đều làm chủ được cái tâm trí của mình tôi đều phải làm chủ cái tâm trí của tôi tôi làm chủ cái cảm xúc tôi làm chủ cái lời nói tôi làm chủ cái hành động của tôi để luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp tích cực và thiện lành đấy và hướng tới cái mục tiêu mà mình mong muốn đạt được trong cái cuộc đời này À, đấy, vị thầy đã trả lời như vậy à, Các anh chị à, Tức là sao à, Tức là à, vị thầy này bảo là gì Là cần phải nhất quán Từ suy nghĩ, từ lời nói Đến hành động à, các anh chị Được không ạ à, Cho nên là sao Cho nên thầy bảo rằng à, Tôi đã làm chủ được cái cuộc đời của tôi Tôi làm chủ được cái cuộc đời của tôi hoàn toàn rồi à, Tôi cần chi phải xem gọi là cung hoàng đạo Hay là tự vi cho chính mình nữa Đấy à, Và ngài đó còn nói là gì ạ à? Có thể ngày xưa à, mình từng suy nghĩ, mình từng nói, mình từng có những cái hành động à, không có tốt, không có được tích cực. Nhưng nếu như ngày hôm nay mình đã biết rồi, mình đã hiểu rồi, thì mình làm sao? Thì mình cần phải làm chủ lại suy nghĩ, làm chủ lại lời nói, làm chủ lại hành động của mình, các anh chị. À, được không ạ? À, và có một cái công thức mà Thanh An cũng đã từng chia sẻ với các anh chị, đúng không ạ? À, đó là gì? Đó là cái sự kiện cộng với cái thái độ thì bằng cái kết quả đấy cho nên nếu như mà chúng ta làm chủ tốt cái suy nghĩ, tốt cái lời nói, tốt cái hành động của mình luôn hướng tới những cái điều mà mình mong muốn thì mình sẽ luôn thu hút được những cái điều tốt đẹp đến với cái cuộc đời của mình đấy à, được không ạ à, và cái người những cái người khảo cổ họ bắt đầu họ lại cái nha, cái người thầy này á đó là gì nếu như trong cuộc đời của ngài có những cái điều không tích cực xảy ra thì ngài sẽ làm cái điều gì đấy à, À, hay không ạ? thì cái vị này mới trả lời đó là gì đó là Vâng tôi sẽ cầu nguyện và cầu nguyện à, cầu nguyện các anh chị nhé à, và cầu nguyện có nghĩa là gì ạ cầu nguyện có nghĩa là mình tập trung vào những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống các anh chị Đúng không ạ à, cầu nguyện tức là anh chị đang tập trung vào những cái điều mà anh chị mong muốn trong cuộc sống à, về cái kết quả mà mình mong muốn nhận được trong cuộc sống các anh chị Đúng không ạ có nghĩa là sao có nghĩa là anh chị đang sử dụng uh, luật hấp dẫn và anh chị đang sử dụng sức mạnh tiềm thức đó, các anh chị, à, anh chị sử dụng uh, luật hấp dẫn để mà thay đổi cái thế giới bên ngoài của mình, à, mình sử dụng từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ cái uh, hành động uh, để thay đổi cái cuộc sống của mình đó, các anh chị, à, ngay trước, ngay trước mình không hiểu là cầu nguyện nó là cái gì, đúng không? À, vậy thì uh, cầu nguyện đó là gì? Mình dùng cái tâm trí của mình uh, để mà mình kiểm soát À, cái suy nghĩ lời nói và hành động của mình tập trung vào cái điều mà mình mong muốn các anh chị nhé đúng không ạ về cái kết quả mà mình mong muốn nhận được trong cuộc sống đúng không các anh chị ơi ừ, đúng không ạ à, câu chuyện có ý nghĩa không anh chị ơi đấy mặc dù là một cái người coi tự vi và cung hoàng đạo cho rất là nhiều người à, cực kỳ nổi tiếng ở ấn độ luôn à, nhưng mà sao nhưng khi mà họ tới à, thì sao thì cái tờ của tôi tôi bỏ đi rồi thế anh chị à, đấy và anh chị à, khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này và qua cái câu chuyện này á, anh chị thấy được rằng đó là gì đó là tất cả những người thành công và giàu có trên thế giới họ đều biết sử dụng à, sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn các anh chị đấy họ đều biết sử dụng hết các anh chị nha à, đó là bác Donald Trump này à, bác Robert Kiyosaki này à, bác T H Baker này ngài Jim Rohn này đấy bác Tony Robbins này các anh chị À, và rất 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 là nhiều những cái người thành công trên thế giới các anh chị nhá họ đều biết cách sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn các anh chị đúng không ạ tức là sao tức là họ sử dụng luật hấp dẫn họ sử dụng sức mạnh tiềm thức để họ định trước cái cuộc đời của mình luôn và họ luôn định trước cái cuộc đời của mình các anh chị à, họ có ước mơ họ có mục tiêu rõ ràng và họ sống với cái ước mơ họ sống với cái mục tiêu của họ mỗi ngày các anh chị và họ luôn luôn hình dung tưởng tượng và họ thấy rất là rõ cái hình ảnh của họ trong tương lai. À, họ thấy rất là rõ cái hình ảnh của họ để mà họ đạt được cái ước mơ, họ đạt được cái mục tiêu của họ rồi các anh chị. <laughs> cho nên là sao? Cho nên là trong 30 ngày này các anh chị, à, Thanh An sẽ chỉ cho các anh chị cái cách để mà chúng ta làm chủ và kiến tạo nên cái cuộc đời của mình các anh chị nhá à, để làm sao để mà chúng ta không phải phụ thuộc vào bất kỳ điều gì các anh chị À, không phải là sao à, không phải là phụ thuộc vào nền kinh tế à, không phải là phụ thuộc vào người này người kia à, mà chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta thu hút bất kỳ điều gì mà chúng ta mong muốn được không ạ à, và thanh an à, à, cũng sẽ chia sẻ với các anh chị à, những cái lý do tại sao cái cuộc sống của mình nó thu hút những cái điều không thuận lợi à, hay là nó thu hút những cái điều không tích cực đấy bản thân mình cũng có ước mơ À, cũng có mục tiêu, nhưng mà tại sao bản thân mình này, à, lại hay thu hút về những cái điều không tích cực đối với bản thân mình à, Mặc dù sao, à, mặc dù mình à, không muốn những cái điều đó đến với mình các anh chị nha, à, Nhưng mà lý do tại sao nó cứ đến hoài các anh chị à, Vậy thì mình cũng sẽ tìm hiểu xem xem tự cái nguyên nhân nó đến từ đâu các anh chị nhá Mình phải biết được cái nguyên nhân, mình phải biết được cái gốc rễ đúng không ạ À, và khi mà mình bắt đầu hiểu được cái nguyên nhân, mình bắt đầu hiểu được cái gốc rễ, thì mình mới bắt đầu thay đổi được. đó và khi đó mà mình thay đổi được, thì những cái điều không tích cực nó mới bắt đầu né mình ra, các anh chị nhá. được không ạ? Ừ, và khi mà mình điều chỉnh được cái điều đó, thì tất cả tiền bạc này, rồi tiền tài này, những cái sự may mắn nó sẽ đến với các anh chị và nó thu hút về các anh chị như là một thỏi năm trăm về đó, các anh chị ơi. được không ạ? À, mình sẽ trở thành một thỏi nam châm siêu hút tiền và siêu hút tài sản ấy và mình sẽ thu hút những cái điều mà mình muốn luôn các anh chị nhá. À, được không ạ? rồi bên cạnh đó là sao? À, bên cạnh đó mình cũng sẽ học được cái cách để mà mình trở thành một cái con người có nhiều giá trị. À, khi mà chúng ta có thật nhiều giá trị thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền các anh chị nhá. À, chúng ta sẽ kiếm được thật là nhiều tiền được không ạ? À, và chúng ta có thể làm chủ được và thay đổi được cái cuộc sống của chúng ta hoàn toàn À, và chúng ta hãy cùng nhau à, viết nên cái câu chuyện cuộc đời của riêng mình các anh chị nhé. được không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta đã hoàn thành về cái bức tranh nhật ký thành công của tháng 11 đã có hoàn thành xong cái bức tranh tài chính 30 ngày rồi ạ. À, rồi bức tranh 6 tháng đâu các anh chị ơi. À, hoặc là bức uh, tranh mục tiêu 1 năm, 3 năm, 5 năm, 5 năm 10 năm rồi ạ. Đấy, à, anh chị hãy comment phím số 2.000 đi ạ. À, còn những anh chị nào không có thì không sao các anh chị nha à, Không sao các anh chị, à, trong những cái ngày dung tiếp theo, trong những cái ngày live stream tiếp theo Thanh An sẽ chia sẻ với các anh chị à, những cái cách để mà anh chị đạt được những cái mục tiêu của mình à, Và đầu tiên là sao ạ, đầu tiên chúng ta phải có mục tiêu các anh chị nha à, Nếu như mà chúng ta không có mục tiêu thì nó giống như cái việc mà anh chị đưa thuyền ra khơi mà anh chị không có biết nơi đến À, khi mà anh chị có cái mục tiêu á thì sao à, thì chúng ta mới biết được là cái thuyền của mình á, nó muốn ra khơi thì nó đi đâu anh chị à, và mình sẽ bắt đầu là sao đưa thuyền ra khơi à, mình bắt đầu đưa thuyền ra khơi à, và cái mục tiêu ở đây á, nó chính là cái ước mơ nó chính là cái hoài bão của mình à, và khi mà mình đưa thuyền ra khơi á, thì sao ạ? thì mình sẽ tận dụng những cái hướng gió à, của chiếc thuyền sẽ đẩy cái cánh buồm đi xa hơn à, đi nhanh hơn được không ạ sẽ đẩy cái thuyền đi nhanh hơn, tiến về cái phía mục tiêu của mình nhanh hơn được không ạ? Còn nếu như mà mình không có mục tiêu, còn nếu như mà mình không có ước mơ, mình không có rõ ràng thì thì mình không bao giờ đạt được cái điều đó các anh chị. À, anh chị hiểu không ạ? À, và nhiều khi mình không tận dụng được á, mình thấy là chiều gió các anh chị nó sẽ trở thành cái trở ngại của mình luôn, thay vì là cái động lực đẩy mình đi thì nó lại là một cái 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 trở ngại các anh chị, đúng không ạ? À, cho nên à, tất cả những cái người mà họ thành công và giàu có, những cái người đó là những cái người mà họ biết tận dụng mọi nguồn lực để giúp cho họ luôn tiến đến cái mục tiêu của họ và giúp cho họ đạt được những cái điều mà họ mong muốn trong cái cuộc sống này, à, được không ạ? Đấy cho nên là sao? À, cho nên là, là trên cái hành trình mình đi, mình phải biết cái cách tận dụng những cái nguồn lực, à, dù cho có thuận lợi hay là không à, cũng phải biến nó thành tài sản các anh chị. À, biến nó thành tài sản như thế nào để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình đây các anh chị ơi. Đấy, được không ạ? Còn nếu như những cái điều mà không thuận lợi đến với mình, những cái điều mà không mong muốn mà chúng ta còn biết cái cách để mà chuyển hóa nó thành một cái bài học, thành những cái kinh nghiệm, thành những cái công thức thành công thì nó chính là tài sản để giúp cho các anh chị đi nhanh hơn các anh chị nha. À, tuyệt vời không ạ? Đấy, và trong cái chuỗi live stream lần này à, Trong cái chương trình lần này à, Thì sao à, Thì cái chương trình này thì dành cho tất cả mọi người luôn Các anh chị nha à, Dành cho tất cả mọi người Và Thanh An cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị à, Những cái cách để mà anh chị à, Rất là dễ hiểu, rất là cơ bản à, Để tất cả những anh chị ở đây Những cô chú, những bạn bè à, Những người thân à, ở đây Chúng ta có thể ứng dụng được Cho dù anh chị đang ở một cái vị, vị trí nào mình đều có thể đạt được cái mục tiêu của mình à, Đúng không ạ à, Và Thanh An cũng sẽ dùng những cái ngôn từ tích cực Các anh chị nha à, Để khi mà Anh chị được nghe Anh chị cũng sẽ thu hút được những cái điều tốt đẹp Đến với cái cuộc đời của mình luôn Các anh chị nha à, Đúng không ạ à, Và khi mà anh chị à, anh nghe á À, anh chị đón nhận những cái hạt giống các anh chị nhé à, và khi mà mình đón nhận những cái hạt giống đó thì sao nó sẽ nảy mầm nó sẽ uh, ươm mầm kết trái và bắt đầu uh, uh, thu hút về cho mình những cái điều hết sức là tuyệt vời luôn các anh chị nhé được uh. không ạ ừ Và khi mà anh chị nghe được những cái ngôn từ tích cực mà Thanh An chia sẻ, Thanh An gieo cho các anh chị thì sao? Thì thông qua cái quy luật hấp dẫn thì nó sẽ thu hút những cái điều tuyệt vời đến với cuộc đời của chúng ta luôn các anh chị. À, tuyệt vời không ạ? À, cho nên là sao? À, cho nên là chúng ta hay những anh chị nào mà tham gia trong câu bộ những anh chị nào mà cùng với nhóm học tập của Thanh An hoặc là cùng sinh hoạt trong câu bộ trí tuệ đỉnh cao anh chị hay nghe đó là gì? À, chép livestream tiền về à, là sao à, là mình đang ươm mầm và mình đang gieo mầm những cái hạt giống thành công và sự giàu có đó các anh chị à, vậy nên là chép la tiền về là có thật các anh chị nha Rồi, À, được không ạ? À, là bởi vì sao? Bởi vì là trong cái lúc mà anh chị chép live stream à, là anh chị đã, đã, đang được gieo à, những cái hạt mầm của cái sự tốt đẹp đó à, Và chính vì cái điều đó là sao? À, là mình đang được thu hút những cái điều tuyệt vời luôn à, Được không ạ? À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái thói quen à, Chúng ta sẽ cùng làm với Thanh An cũng như là cùng làm với câu lạc bộ à, Được không ạ? Rồi à, và những cái điều mà Thanh An chia sẻ với các anh chị á, Nó không phải là ma mị hay là nó huyền bí gì đâu các anh chị à, Mà nó đi theo các cái quy luật vũ trụ các anh chị nha à, Nếu như mà một cái người á, mà họ ứng dụng công thức thành công á, à, Thì có thể là do người đó là may mắn à, Thì nhưng mà à, nếu như á, mà nhiều người họ cùng đạt được cái kết quả như là họ mong muốn cũng như là họ đạt được nhiều lần à, thì đó không phải là sự may mắn đâu các anh chị à, mà đó là một cái công thức các anh chị nha à, công thức nó không chỉ đúng đâu mà nó là chuẩn xác đó các anh chị à, và đây là một bộ công thức thật đã ứng dụng thật ra kết quả thật À, không chỉ có những anh chị ở Việt Nam đâu mà những anh chị ở khắp nơi trên thế giới họ đều đạt được những cái kết quả giống như là họ mong muốn rồi các anh chị. À và nên bộ công thức này cũng không phân biệt màu da, sắc tộc, tiếng nói hoặc là à, anh chị đang sử dụng ngôn ngữ gì các anh chị ha. Ở đâu anh chị cũng có thể ứng dụng được cái bộ công thức này cả các anh chị nhé. Đúng không ạ? Đấy, à, và mình sao à, mình cho phép bản thân của mình tin À, mình cho phép bản thân mình ứng dụng à, và mình cho phép bản thân mình đó là gì? À, hãy trải nghiệm đi các anh chị, à, hãy mình hãy trải nghiệm cái kết quả đó trên chính cái cơ thể của mình, các anh chị nhé. À, được không ạ? Rồi à, và thanh an chia sẻ với các anh chị những cái thói quen để giúp cho chúng ta thiết lập nên cái sự thành công các anh chị ha. À, đầu tiên đó là gì? À, đó là chúng ta có một cái buổi dung sáng à, và câu lạc bộ của chúng ta là sinh hoạt từ lúc à, 5 giờ các anh chị à, và chúng ta làm sao à, khi mà chúng ta tham gia vào dung sáng à, thì bắt đầu à, chúng ta tiếp nạp cho chúng ta những cái kiến thức, những cái tư duy à, vô cùng là tuyệt vời đó và cái việc mà đọc sách vào sáng sớm đó là một trong những cái thói quen của những người thành công các anh chị và họ cũng là họ cũng là luôn liên tục và duy trì trong rất là nhiều năm tháng qua ha rất là nhiều các anh chị rất là nhiều năm đấy ừ. bình thường là chúng ta hay suy nghĩ chúng ta hay tập trung vào những cái điều mà không tích cực các anh chị được không ạ à, nên là sao nên là mình hãy thay đổi cái thói quen của mình các anh chị nhé À, được không anh chị ơi ừ. Và buổi sáng á, là cái trường năng lượng Và cái năng lượng buổi sáng á, Rất là thuần khiết các anh chị à, Đúng không ạ Cái năng lượng buổi sáng rất là thuần khiết ha. À, và khi mà anh chị dậy vào buổi sáng sớm Anh chị biết sao không ạ à, Thường á, là buổi sáng á, Ít ai mà gửi những cái tín hiệu Hoặc là những cái điều mà không thuận lợi Hoặc là những cái suy nghĩ cảm xúc mà sao à, Những cái suy nghĩ cảm xúc Mà không tích cực, không tốt đẹp đâu các anh chị À, mà cái thời điểm mà chúng ta dậy vào sáng sớm á à, là anh chị dậy sớm anh chị đón nhận những cái năng lượng của buổi sáng sớm sao ạ à, rất là tuyệt vời luôn các anh chị nhá à, đấy và khi đó anh chị bắt đầu này gửi những cái mục tiêu gửi những cái ước mơ gửi những cái mong muốn của mình à, ra ngoài vũ trụ các anh chị nhá à, giống như là gì ạ à, giống như là cái việc mà anh chị đi ra ngoài đường á À, nó không có bị bị kẹt xe ấy. thì có phải là anh chị sẽ đi thẳng một đường và đến cái đường nó nhanh hơn tới đích nhanh hơn không đúng không ạ à, vậy thì khi mà mình thức dậy vào lúc sáng sớm khi mà mọi người đang còn đang còn say giấc mình ngủ, mình dậy và mình gửi những cái tín hiệu lên vũ trụ á thì giống như là cái cái con đường nó rất là thông thoáng ấy, các anh chị à, rất là thông thoáng ha mình gửi những cái à, tín hiệu gửi thẳng lên ha À, thì cái 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 những cái kết quả của chúng ta về nó cũng sẽ về hơn nhanh hơn gấp à, là nhiều những cái người khác các anh chị đều ạ rồi? rồi cái thói quen thứ hai à, của chúng ta cần phải được thiết lập đó là gì là thói quen biết ơn các anh chị à, thói quen biết ơn các anh chị nha. À, có một câu nói đó là gì à, đó là bên trong đủ đầy thì bên ngoài sẽ đầy đủ bên trong dư giả thì bên ngoài bên ngoài sẽ dư giả bên trong giàu có thì bên ngoài sẽ giàu có các anh chị đấy và lòng biết ơn chính là cái chìa khóa giúp cho mình có được cái sự thịnh vượng à được không ạ à, tất cả những cái người thành công và giàu có thì họ đều khuyên mọi người rằng là sao họ khuyên mọi người đều rằng là phải rèn luyện cái lòng biết ơn các anh chị à vì vì họ biết sao vì anh chị biết sao ạ vì cái bí kích mà giúp cho họ trở nên thành công và giàu có đó là chìa khóa của lòng biết ơn các anh chị nhé À, chìa khóa của lòng biết ơn và chìa khóa của lòng biết ơn cực kỳ vi diệu và cực kỳ quyền năng luôn các anh chị đúng không ạ đấy người có lòng biết ơn thì người đó sẽ được nhận nhiều hơn và anh ta cô ta sẽ có được một cái cuộc sống dư dả dạ đủ đầy còn người mà không có lòng biết ơn thì sao à, còn người không có lòng biết ơn thì họ sẽ không có cái gì hết hoặc là thậm chí là họ bị tước đi những cái gì mà họ đang có nữa đều không ạ À, cho nên là sao cho nên là mình cần phải làm cho bên trong của mình á nó đủ đầy thì bên ngoài á nó mới đầy đủ được các anh chị được không ạ và bởi vì sao và bởi vì á à, cái luật hấp dẫn là gì à, cái gì có bên trong thì cái đó sẽ có bên ngoài và cái gì giống nhau thì sẽ hút nhau nếu như mà cái bên ngoài của mình á à, nó chưa có được cái điều mà anh chị mong muốn thì chứng tỏ là sao bên trong của mình chưa chưa có đủ đầy đâu các anh chị Ừ. còn nếu như mà mình mong muốn một cái cuộc sống đủ đầy về sức khỏe đủ đầy về mối quan hệ đủ đủ đầy về tài chính thì sao thì bên trong của mình cần phải đủ đầy cả ba khía cạnh đó các anh chị nhá được không ạ ừ, Mình cần phải đủ đầy cả ba khía cạnh đó các anh chị ha đó à, và sao và ngày xưa à, thì mình chưa có biết cái điều này à, mình hay chạy theo những cái ở bên ngoài thôi à, càng làm việc chăm chỉ cái càng cái kết quả nó càng không như mình mong muốn À, bởi vì sao bởi vì mình làm việc chăm chỉ nhưng mà bên trong của mình á à, đó là gì mình không bao giờ công nhận này mình luôn luôn trách móc chính mình này mình cảm thấy không có vui này mình cảm thấy không có giỏi này à, tuổi thân than phiền kể lễ trách móc này và chính những cái cảm giác đó chính những cái suy nghĩ đó nó đã tạo nên những cái cảm xúc của sự thiếu thốn các anh chị nhá à, thiếu thốn các anh chị vậy nên á, chỉ có lòng biết ơn á, nó mới giúp cho các anh chị đủ đầy từ ở phía bên trong thôi Đấy, đúng không ạ? Đó. Ừ. À, có nhiều anh chị thì sao ạ? À, mặc dù đã có những cái sự thành công rồi, nhưng mà sao? À, nhưng mà gọi là gì? Không công nhận cái điều đó. À, Thanh An thì có nói chuyện với một chị á. À, chị đó nói như thế này nè. À, em ơi, chị học 3-4 tháng cùng với câu lạc bộ rồi. À, mà chị à, không thấy à, cái sự thành công nào hết. Đấy, à, thế Thành An mới hỏi rằng à, Chị đặt ra những cái mục tiêu tài chính 30 ngày à, Trong những cái tháng qua Chị có đạt được mục tiêu không? À, chị bảo có à, à, Vậy thì Thành An cũng hỏi tiếp Đó là gì? Đó là cái công việc của chị thế nào? À, à, khách hàng có tới tới nhiều hơn không? À, khách hàng đông lắm em à, Ngày trước à, là khách hàng tới mua của chị hay cả nể, hay là trả giá hay là thế này thế nào? À, nhưng mà bây giờ sao à, nói một phát là dứt khoát là mua luôn, à, nói một cái là mua luôn đấy, đấy và thanh năng cũng hỏi đó là gì? Đó là dòng tiền của chị về có nhiều hơn không? À, chị trả lời là có. Đấy. À, rồi chị thấy bản thân chị có tích cực hơn không? À, có năng lượng hơn không? À, có. À, có thấy là mình tốt hơn mỗi ngày không? Có. Đấy. Ủa vậy thì tại sao cái lý do gì Chị nói là chị không thành công à, Đúng không các anh chị à, Đúng không đấy ừ, Vậy thì sao, tại sao chị lại nói là Chị học 4 tháng rồi chị không có kết quả gì Và chị nói là chị không có thành công à, Có nghĩa là sao à, Tức là sao Tức là có nghĩa những cái người như vậy Họ đang như thế nào các anh chị Họ đang thiếu vắng lòng biết ơn ấy. Họ không có lòng biết ơn đấy Các anh chị À, còn nếu như mà anh chị không có lòng biết ơn anh chị không có trân trọng những cái sự phát triển và nỗ lực của mình thì sao ạ? Thì ngày mai nó không còn nữa đâu. À, ngày mai anh chị sẽ thấy là nó không còn có cái sự thành công và ngày mai nó không còn gọi là gì thành công, nối tiếp thành công nữa đâu các anh chị. Đấy. được không ạ? À, và Thanh An hay nói với các anh chị đó là gì? Đó là chúng ta cần phải nhìn thấy được cái sự thành công nối tiếp của mình mỗi ngày. À, mình phải thấy được là sao ạ? Mỗi ngày mình tốt lên 1% các anh chị À, đấy à, khách hàng của chị ấy cách đây 3 tháng về trước à, toàn là những cái người mà trả giá không à, Bây giờ à, khách hàng vô hỏi một phát mua ngay trả nhanh à, vậy mà nói là không thành công các anh chị à, được không ạ dòng tiền à, cũng về nhiều hơn à, xong rồi khi mà biết đến câu lạc bộ à, là sao mới đặt có 10 20 triệu thôi à, nhưng mà bây giờ đã đặt lên mục tiêu 30 40, 40 triệu rồi đó À, và bắt đầu thì sao Và bắt đầu à, đạt được những cái mục tiêu Về tài chính của mình rồi à, Nhưng mà chị lại còn hay nói như thế này, này. À, Em ơi hôm nay gần cuối tháng Chị mới đạt được có 18 triệu Đấy à, Xong rồi Thanh An nói sao à, Dạ chị mà nói chị mới đạt được 18 triệu à. À, Thì sao Thì tìm thức nó thấy là chị không có công nhận uhm, Chị phải nói là sao Ô, Chị đã đạt được 18 triệu rồi em ơi Đấy, chị phải đăng mừng, chị phải vui vẻ về cái kết quả đó. À, chứ còn bây giờ 12 triệu nữa nó đang về đúng không ạ? À, nó nghe anh chị nói là mới đạt được 18 triệu thôi là nó không về nữa. Nó nghỉ khỏe luôn các anh chị. Đấy, đúng không ạ? À, bởi vì sao? Bởi vì làm à, quá trời làm luôn. À, chăm chỉ thu hút nguồn lực cho chủ nhân về quá chừng luôn. À, làm cho chủ nhân quá chừng. Mà cuối cùng sao chủ nhân không khen được lấy một con. À, mà chủ nhân còn nói mới có được từng này thôi. Đấy mà trong khi đó thì sao ừ, mà trong khi đó mỗi lần mà nói chuyện với thanh an xong á, thì tiền về các anh chị à, mà vậy mà bảo là chị không có cái thành công nào hết <laughs> đấy cho nên các anh chị à, cho nên á, anh chị thấy là bởi vì chúng ta hay kỳ vọng quá nhiều mà chúng ta không nhìn thấy được rằng trên cái hành trình mình đi á mình đã có rất là nhiều những cái sự thành công anh chị đừng có so sánh là lớn hay nhỏ các anh chị nhé À, lớn hay nhỏ thì nó cũng đều là cái sự thành công mà à, Nếu như mà bây giờ anh chị không có đạt được những cái thành công đó thì làm sao mà anh chị có thể gia tăng được cái niềm tin của mình để mình thu hút những cái thành công lớn hơn à, đúng không anh Chị ơi đúng không ạ ừ, cho nên là sao à, cho nên là mình cần phải biết ơn à, và mình thấy là sao mình cần phải biết ơn và mình thấy mình đang phát triển lên mỗi ngày các anh chị nhé à, được không ạ Ừ, rồi sao à, rồi chị ấy cũng bắt đầu những cái hoạt động kinh doanh mới à, thì khi mà chị ấy bắt đầu hoạt động kinh doanh mới thì sao à, mới có một tháng à, thì à, thì sao à, mới có một tháng thì kết quả nó đang về các anh chị à, cứ học tập phát triển lên à, chứ bây giờ à, bây giờ một tháng thì gọi là gì kết quả nó chưa có được nhanh đâu các anh chị ấy anh chị đang có được cái sự thay đổi về cái công việc hiện tại của mình anh chị đang có sự thay đổi về cái sự phát triển cá nhân của mình mình suy nghĩ tích cực hơn mình thông thái hơn mỗi ngày mình giỏi hơn mỗi ngày mình gia tăng được cái sự hiểu biết của mình lên mỗi ngày à, đúng không ạ chứ còn ngày trước mình thấy là sao mình làm việc từ sáng đến chiều tối xong rồi mình đi ngủ các anh chị mình làm việc từ sáng đến chiều tối xong rồi mình đi ngủ mình kết thúc một ngày À, và cái tâm trí của mình à, gọi là gì mỗi ngày nó không có được phát triển lên các anh chị à, có nhiều đó, có nhiều đó suốt ngày xào tới xào lui thôi à, và bây giờ thì bây giờ anh chị đã biết là gì là mình phải làm chủ suy nghĩ mình phải làm chủ được cảm xúc mình phải làm chủ được lời nói và mình phải làm chủ được cái hành động của mình à, mình thay đổi được cái thói quen mình thay đổi được cái tư duy của mình này đấy à, đúng hay rất đúng anh chị ơi À, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình thấy được rằng à, mình thông thái hơn à, sau mỗi buổi dung của câu lạc bộ thì còn lên tôi đi các anh chị ơi, được không ạ? À, anh chị cũng đã biết được cái điều đó là gì? Đó là à, mấy chục năm qua, chả ai nói cho mình cái 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 điều những cái điều này hết, à, đúng không ạ? Ừ. Anh chị biết không ạ? Ở thế giới những cái người thành công, à, à, anh chị biết không ạ? Luật hấp dẫn nó đã tồn tại hơn sáu năm nay rồi. À, chứ không phải là mới đây đâu các anh chị à, hoặc là sức mạnh tiềm thức á à, là sao cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi khi mà con người á à, chúng ta tồn tại trên trái, trái đất này á, thì những cái quy luật nó đã hiện hữu rồi các anh chị cho nên là sao à, cho nên á là anh chị đang biết những cái top 5% phần à, người trên thế giới họ biết những cái điều này đó các anh chị được không ạ đấy à, vậy mà mình lại bảo là sao à, mình lại bảo là mình không có được cái sự thành công gì à, à, vậy thì sao ừ. khi mà anh chị và thêm một cái nữa đó là gì khi mà anh chị bắt đầu những cái mạng những cái hoạt động kinh doanh mới thì sao thì nó cần phải có thời gian thôi các anh chị và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây anh chị là người kinh doanh thì anh chị đồng ý với Thanh An đó là gì đó là khi mà mình chuyển hướng kinh doanh thì mình cần thời gian để mà mình làm việc để tạo ra kết quả đâu ạ chứ còn anh chị mới chuyển cái vèo 30 ngày thì xin gì các anh chị à, đúng không ạ à, 30 ngày thì xin gì à, có ai mà chuyển qua hoạt động kinh doanh mới mà 30 ngày là có kết quả lớn luôn không các anh chị À, mà sao mình phải học từng cái mình cần phải có cái sự hiểu biết và mình cần phải có thời gian các anh chị à, đúng không ạ mình cần phải có thời gian chứ à, rồi mình học tập mình phát triển lên nữa đúng không ạ cho nên là sao à, cho nên là mình hãy hai phai chính với chính mình đó là gì tôi biết ơn và trân trọng với tất cả những cái gì mà tôi đang có đúng không ạ anh chị nhớ nha đó là gì đó là mình phải luôn trân trọng và biết ơn tất cả những cái điều gì mà mình đang có trong khi mình theo đuổi những cái điều mà mình mơ ước được không ạ? À, một câu nói rất là nổi tiếng của ngài Jim Rohn các anh chị nhé. À, chứ không phải à, là mình đi theo đuổi những cái điều gì mà mình mơ ước xong rồi mình phủi tay à, với những cái điều gì mà mình đang có rồi mình không có nhớ. À, mình không có nhớ với những cái thành công với những cái thành tựu mà mình đã từng tạo ra. À, mình phủi tay hết các anh chị. Ừ. Bảo có gì đâu em Cái nhà cái xe có gì đâu Cái chút xíu à? à Ừ chút xíu của các anh chị Nhưng mà là ước mơ của bao nhiêu người ngoài kia đó Các anh chị ơi Đúng ạ ừ. Và đúng không ạ và khi mà anh chị ứng dụng thì tiềm thức và vũ trụ cũng đã hợp lực cũng đã đồng hành cùng với các anh chị để tạo ra cái nhà cái xe đó cho các anh chị à, thế mà bây giờ làm sao à, thế mà bây giờ chưa gì anh chị đã phủi tay à, anh chị đã phủi hết gọi là gì nhỏ xíu ấy mà à, vậy thì theo anh chị này à, bây giờ mà vũ trụ và tiềm thức ngay sau vũ trụ và tiềm thức có muốn đồng hành cùng các anh chị trên những cái mục tiêu lớn hơn không ạ thôi thôi cái người này họ vô ơn giúp cho bây giờ có nhà có xe rồi thì họ lại nói là sao không có gì đâu em à, nó nhỏ xíu à không có gì hết trơn đấy Vậy thì sao vậy thì khả năng cao là tới những cái mục tiêu lớn hơn là sao à, giúp cho người ta xong người ta lại phủi tay mà à, đúng không các anh chị cho nên là sao cho nên tốt nhất là khỏi giúp à, à, được không ạ ừ, anh chị biết không ạ Ý thức của các anh chị chỉ chiếm có 10% thôi tiềm thức chiếm 90% lận các anh chị Cho nên nếu như mà anh chị không có tận dụng Và anh chị không có sử dụng được Không có hòa hợp được với cái sức mạnh phi thường bên trong mình Anh chị làm chỉ tận dụng tìm ý thức thôi Anh chị gọi là gì? Làm cầm lưng luôn các anh chị Vì sao mà mình biết được cái điều đó? Ừ anh chị cứ nhìn vào những cái con người mà đi trước các anh chị làm trước các anh chị trong mấy chục năm qua hoặc là ngay chính cái bản thân của các anh chị trong những cái năm tháng vừa qua anh chị cũng đã đi làm rất là nhiều năm rồi. Mình cũng gọi là gì mình cũng sử dụng ý thức của mình rất là nhiều rồi. À, vậy thì sao? Vậy thì anh chị có đạt được những cái sự thành công bứt phá như là anh chị mong muốn chưa? Hay là nó cứ làng nhàn ở cái chỗ đó hoài? cứ làng nhàng đứng im một chỗ đó hoài rồi sao ạ rồi sàng tới sàng lui đi qua đi lại à, đúng hay rất đúng các anh chị ơi à, anh chị thấy là mình dùng ý thức nó có khỏe không các anh chị à, nó có khỏe không ạ à? <laughs> mệt cả hơi luôn các anh chị nha à, mệt cả hơi luôn mà sao à, mà gọi là gì mới lên được một cái cột móc à, à, một chút xíu thôi à, đúng không các anh chị ấy ừ làm từ ngày ra trường cho đến ngày hôm nay mà gọi là gì tăng được lên có bao nhiêu đâu à, đúng không ạ à, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị đồng ý với cái điều này á thì anh chị comment à, trong cái khung chat đó là gì đó là cái tôi đúng không ạ rồi anh chị tính thử đi ạ à, từ cái lúc mà anh chị ra trường đến ngày hôm nay á à, cái à, cái cái mức thu nhập của các anh chị á, à, tăng lên bao nhiêu lần anh chị tính ra xem tự là mình đã tăng thu nhập lên gấp bao nhiêu lần đi các anh chị À, tính con số các anh chị nha. À, tính con số thu nhập các anh chị. Anh An giả sử các anh chị nha. À, gì ạ? À, thời điểm mà mình ra trường mình làm được lương 5 triệu đi. À, thế thời điểm hiện tại anh chị đang có cái mức lương là bao nhiêu rồi? À, tính tính ra đi các anh chị. À, tăng được hai lần, tăng được 2,5 lần. À, đúng không ạ? Ừ. Và những anh chị nào mà gọi là gì cái gấp 5, gấp 10 cái thu nhập của mình thì thanh An khẳng định với các anh chị đó là những anh chị làm kinh doanh thôi. Làm kinh doanh thôi mới làm được như thế. À. Ừ. Còn những anh chị nào mà gọi là gì à, tăng lên gấp 10 lần, 12, 18 lần, 20 lần thì khả năng cao là ra trường là anh chị chỉ với cái mức lương là mấy trăm nghìn thôi. À, đúng không ạ? À, nên là sao ra cái thời điểm mà lương mấy trăm nghìn ở những cái năm gọi là 1900 đúng không ạ? À, thì bây giờ cái mức lương của các anh chị là sao tăng lên mười mấy hai chục lần à, được không ạ ừ. rồi sao à, rồi có nhiều lúc á anh chị thấy là gì à, mình làm hoài làm mãi à, chưa đạt được à, những cái điều mà mình khiến cho mình hài lòng á à, cái cuối cùng là sao là bên trong của mình không có được vui các anh chị à, và chính những cái câu mà khiển trách à, những cái câu than vị phiền trách móc rồi những cái câu á, mà à, sao à, mình nói với bản thân mình là mình không có giỏi rồi mình thiếu cái này cái nọ cái này cái kia à, cho nên mình mới không thành công À, anh chị nói với chính bản thân mình như vậy à, Mình không thành công, mình không giàu có à, Tuổi thân quá, nhìn qua nhà người ta à, Nhìn qua nhà mình à, Rồi mình nhìn thấy những đứa con của người khác Rồi mình đánh giá à, Thôi, mình dừng cái hành động đó đi các anh chị à, Anh chị dừng ngay cái hành động đó giúp cho Thanh An các anh chị nha được không ạ? Vì sao? Vì chính những cái lời nói đó chính những cái suy nghĩ đó chính những cái cảm xúc đó những cái hành động đó khiến cho bên trong của mình nó chưa có được vui nó không có được hạnh phúc các anh chị à, và nếu như mà bên trong của các anh chị không vui không hạnh phúc thì theo các anh chị bên ngoài của các anh chị có vui có hạnh phúc không ạ à, không ừ. và nếu như mà anh chị không vui không hạnh phúc thì sao ạ thì những cái người mà xung quanh của các anh chị có vui có hạnh phúc được không à, và anh chị để ý đi ạ những cái lúc nào mà mình cảm thấy không vui Những cái lúc nào mà anh chị cảm thấy quạo Anh chị sẽ thấy là sao à, Anh chị sẽ thấy là bên ngoài Những cái mối quan hệ xung quanh Giống như là nó chống đối mình Các anh chị à, Bao nhiêu trong số tất cả Các anh chị mình thấy đúng như vậy à, Giống như là sao Giống như là mình gặp những cái chuyện gì đâu không á, à, Rồi còn lại gặp là ông chồng hay bà vợ Rồi lại còn căng nhăn nữa À khi mà mình á cảm mình cảm thấy không thoải mái, anh chị sẽ thấy là mọi thứ xung quanh mình cũng rất là khó ở đúng không ạ? Có không, các anh chị ơi. À, có đúng không ạ? Đấy. À, vì sao? Vì tất cả mọi thứ đều là năng lượng các anh chị nha. À, nếu như mà bên trong của các anh chị á nó không có vui À, nếu như mà bên trong của các anh chị không có hạnh phúc thì bên trong của các anh chị nó cũng sẽ hiện lộ à, ra bên ngoài của các anh chị nó cũng sẽ hiện lộ tiết lộ ra bên ngoài bên trong của các anh chị đang suy nghĩ cái điều gì cho nên là sao cho nên nhiều anh chị mà hay nói là gì à, kết quả của chị thế này thế nọ thế kia à, chị đang hay gặp những cái vấn đề như thế này này thì sao à, bên ngoài của chị đang như thế này nè em ơi À, thế thì thanh an cũng chỉ hỏi có một câu thôi. đó là gì đó là chị đang mâu thuẫn nội tâm hả chị à, hôm nay chị ứa những cái suy nghĩ gì đó à, chứ còn thanh an không có hỏi là tại sao mà hai anh chị không hòa hợp với nhau à, rồi tại sao chuyện này chuyện kia lại đến chị kể nghe em nghe đầu đuôi câu chuyện của nó như thế nào à, không hỏi các anh chị nhá à, mà thường hay sao ạ? Mà thường mình biết được rằng là cái khoảng thời gian đó là người ta đã không có được cái sự tập trung và gọi là gì đang gọi là mâu thuẫn nội tâm các anh chị. Đó, đúng không ạ? Rồi có một cái câu chuyện của một người bạn của Thanh An ha. À, đó là gì? Đó là có hai vợ chồng các anh chị không có được hòa hợp thế thì khi mà kể cho Thana thì Thana cũng không có hỏi là lý do tại sao đâu các anh chị à, mà Thana chị hỏi đó là gì đó là những cái ngày qua à, chị đang có cái suy nghĩ gì à, những cái ngày qua chị đang có cái cảm xúc à, như thế nào à, rồi á, bữa giờ à, thì sao à, thì chị có những cái hành động gì à, xong rồi chị à, mới kể ra đó là gì chị không có vui vì những cái chuyện này chuyện kia thế là cuối cùng là hai vợ chồng cũng là chuyện này chuyện kia luôn các anh chị À, cho nên là sao à, Cho nên nếu như mà hiện tại Các anh chị đang gặp những cái vấn đề về tài chính à, Cái sức khỏe của chúng ta Chưa được tốt à, Có những cái mối quan hệ chưa được hòa hợp Tức là sao Tức là bên trong của các anh chị chưa có được đủ đầy à, Chưa có được đủ đầy các anh chị Vậy thì à, Việc của chúng ta đó là gì Chúng ta hãy sử dụng lòng biết ơn à, Và chúng ta phải cho đi những cái tần số Những cái cảm xúc tích cực Các anh chị nha Được không ạ Ừ, làm thế nào để chúng ta bình an, làm thế nào để chúng ta vui vẻ, làm thế nào để chúng ta hạnh phúc và yêu thương mỗi ngày, yêu thương từng giây từng phút trôi qua các anh chị, được không ạ? Và để làm được điều đó thì mình cần phải sử dụng lòng biết ơn để mình cho đi những cái tần số tích cực. À, nếu như mà anh chị chỉ suốt ngày nghĩ về cái việc đó là gì đó là mình cho đi những cái tần số không có được tích cực à, mình đang suy nghĩ là gì mình đang không có tiền à, rồi thì sao ạ thì chắc chắn là anh chị sẽ không có vui được đúng không các anh chị ơi nhưng khi mà mình biết ơn tất cả những cái điều gì mà mình nhận được trong cuộc sống à, mình biết ơn về cái khoản tiền tuy rằng nó không nhiều nhưng mà sao nhưng mà mình biết ơn với cái khoản tiền mà mình nhận được trong cuộc sống à, thì cái dòng tiền nó sẽ gia tăng được nhiều hơn. Chứ bây giờ Thanh An hỏi với các anh chị nè. À, bây giờ giả sử anh chị không có tiền luôn thì sao? À, tiền đâu mà anh chị trả được cái số với cái căn nhà mà anh chị đang ở? À, cái căn nhà anh chị đang ở được trả bằng gì ạ? Trả bằng tiền. Cái xe anh chị đang đi à, được trả bằng gì ạ? Được trả bằng tiền. Cái bộ đồ anh chị đang mặc. Rồi điện, nước, wifi. À, cái điện thoại anh chị đang dùng. À, thì sao? Thì đều được trả bằng tiền cả. À, vậy thì tại sao cái lý do gì mà anh chị nói là à, anh chị à, không có yêu quý tiền bạc đúng không ạ à, à, anh chị hãy nói là gì chị không có tiền chị thiếu tiền anh chị có thiếu đâu à, anh chị thấy không ạ anh chị cứ nhìn lại anh chị cứ kiểm tra lại những cái khoản tiền mà anh chị được nhận được trong cuộc sống từ nhỏ cho đến lớn đi à, à, để làm gì để mà mình thấy biết ơn các anh chị nhá à, được không ạ bây giờ anh chị cứ nhìn thấy đi đó là gì ạ à, mình nhận được những cái khoản tiền từ nhỏ đến lớn quá trời luôn hoặc là anh chị đi học rồi anh chị đi học đại học đó anh chị nhận được những cái năm tháng được bố mẹ nuôi quá chừng luôn ạ à, đúng ạ bố mẹ cho tiền à, sắm sửa bố mẹ lo đó anh chị đã thấy là mình giàu chưa mình đã thấy mình giàu chưa các anh chị ơi à, mình được lo bố mẹ lo cho được, từ đầu đến chân đến năm 18 tuổi 20 tuổi cơ mà các anh chị à, đúng ạ À thì sao à, mình ta cảm thấy mình ricket chứ? À, sinh ra là đã giàu rồi các anh chị nhé Rất là nhiều tiền. Cho nên là sao? Cho nên là, là anh chị đừng có suy nghĩ đến cái hiện trạng hiện tại của mình à, là hiện trạng không có đủ tiền, à, đang thiếu tiền, à, mình đang không có giỏi, đang thế này, đang thế kia. Thì sao? Nếu như mà mình tập trung vào những cái điều đó thì chắc chắn là mình không có vui đâu các anh chị. Được không ạ? Ừ nhưng mà sao nhưng mà khi mà mình biết ơn đến tất cả những cái khoản tiền mà mình nhận được trong cái cuộc sống này à, kể cả là những cái tờ tiền nhỏ nhất 1 nghìn hai nghìn các anh chị à, mình nghĩ tới những cái điều đó và mình cảm ơn à, cái số tiền cảm ơn tất cả những số tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống à, à, giúp cho tôi có được cái gì à, giúp cho tôi có được cái căn nhà như ý giúp được, cho tôi có được cái tổ ấm mái che à, giúp cho tôi có được một cái tổ ấm để gia đình xung quanh hạnh phúc bên nhau À, cảm ơn tất cả những cái số tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống rồi cảm ơn cái chiếc xe mà anh chị đang có đi cảm ơn chiếc xe anh chị đang đi đi để giúp cho các anh chị di chuyển được thuận lợi hơn hoặc những anh chị nào mà có chiếc xe ô tô á thì sao ạ à? cảm ơn cái chiếc xe đã giúp cho tôi che mưa che nắng à, và gia đình của mình đấy à, tối nay anh chị hãy thực hành lòng biết ơn đối với tiền của mình để các anh chị à, anh chị hãy nhìn hết tất cả những cái đồ vật xung quanh các anh chị đi đấy có cái điều gì mà anh chị không dùng tiền Để mà mua không các anh chị ừ, Cũng có Cũng có những cái món đồ người ta cho đúng không ạ à, Nhưng mà người ta cũng phải mua bằng tiền Thì người ta mới có người ta cho cho các anh chị chứ Đúng không ạ à, Cũng phải trả bằng tiền đó các anh chị à, Để làm gì Để mà mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn Đối với tiền các anh chị nha à, Mình cần phải nuôi dưỡng các anh chị Cái hiện trạng Mà anh chị đang thiếu thốn Về tiền bạc hiện nay nó chỉ đang phản ánh một cái thời gian dài à, Chúng ta đã vô ơn với tiền ừ. Bây giờ anh chị cứ hiểu câu chuyện như thế này, này. Tiền à, cũng là năng lượng các anh chị Tiền cũng là năng lượng các anh chị nha Và cảm xúc của chúng ta cũng là năng lượng Cái suy nghĩ của chúng ta cũng là một năng lượng à, Vậy thì Thanh An hỏi các anh chị nha À, có ai mà muốn ở cạnh à, một người mà suốt ngày cứ nói mình là vô dụng cứ suốt ngày nói mình là không giỏi à, cứ suốt ngày cứ nói mình là sao à, không yêu thương mà cứ suốt ngày là la mắng mình không ạ anh chị có muốn ở cạnh cái người đó không ạ ừ. à, nói yêu mình nhưng mà sao nhưng mà cứ gặp thấy mình là không vui cứ gặp thấy mình là than vạn về mình cứ trách móc mình à, thì anh chị cảm thấy như thế nào à, tất nhiên rồi tiền cũng như thế các anh chị, à, tiền nó cũng như thế, nó thấy mình như thế là nó cũng xa lánh mình luôn các anh chị ạ. À, bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi mà tới gặp mình la mình thang, à, mỗi à, mỗi khi gặp mình đó là gì? Đó là mình đều thang và mình nói là ủa không có tiền. À, Thực ra anh chị đang có rất là nhiều tiền, anh chị đang sở hữu rất là nhiều à, những cái thứ xung quanh mình mà. Đúng không ạ? Rồi cái gì nữa? Rồi cái hiện trạng về sức khỏe, cái hiện trạng về mối quan hệ hay là về tài chính của mình à, những cái thực trạng đó đang như thế nào rồi á, à, không hòa hợp rồi nó đang thiếu á, đang chưa có thịnh vượng đang chưa có dư dả dạ, đang chưa có hanh thông á. bởi vì sao bởi vì chúng ta cũng đã vô ơn với những cái khía cạnh đó các anh chị nhá à, chúng ta đã vô ơn với những cái khía cạnh đó rồi các anh chị giống như là sao giống như anh chị đang có một cái cây mà nó bị thiếu nước nó bị thiếu chất dinh dưỡng anh chị không có chăm sóc nó anh chị không có nuôi trồng nó nó bị héo các anh chị à, cho nên là sao cho nên là việc của chúng ta bây giờ này anh chị cần phải dành thời gian chăm sóc tưới nước cho cái cây cho cái khía cạnh mà anh chị muốn tưới nước và cho cái khía cạnh mà anh chị muốn cải thiện nó lên được không ạ cho nên là sao cho nên anh chị cần phải biết ơn tất cả những cái khoản tiền mà anh chị nhận được trong cuộc sống khi nghĩ về những cái khoản tiền mà tiền bạc đã đem đến cho các anh chị trong cái cuộc sống của này của chúng ta hiện tại trong cả kể cả khoa, quá khứ và đến thời điểm hiện tại. Anh chị viết càng nhiều, anh chị nghĩ đến càng nhiều, anh chị khiến cho cái cuộc sống của mình vui vẻ và hạnh phúc. và mình đang cho đi cái tần số tốt đẹp đó các anh chị, đúng không ạ? Cho nên á Nhớ các anh chị nha Là sao à, hãy biết ơn tất cả những gì mình đang có Trong khi theo đuổi những cái điều mà mình mơ ước à, Và sức khỏe khi khía cạnh sức khỏe của các anh chị cũng như thế Nếu như mà sức khỏe của các anh chị Cũng đang trong hiện trạng gọi là gì SOS à, Đang không có được khỏe à, tức là sao Tức là ừ, trong một thời gian dài Anh chị đã không quan tâm đến cái sức khỏe của mình rồi à, Vậy thì bây giờ à, Mình cần phải chăm sóc lại À, mình phải biết ơn sức khỏe của mình mỗi ngày Mình phải biết ơn cái sức khỏe Mình phải biết ơn cái cơ thể của mình mỗi ngày à, Bởi vì sao Bởi vì cái cơ thể này á, là cái nơi duy nhất Cho chúng ta sự sống là các anh chị Đúng không ạ ừ. Rồi về gì nữa à, Về mối quan hệ à, Rồi anh chị đang có những cái mối quan hệ nào Mà đang chiến tranh lạnh với các anh chị à, Gặp nhau á. À, Không gặp nhau xíu thì nhớ Nhưng mà à, ra gặp nhau xíu thì cãi À, gặp nhau thì là không hòa hợp với nhau à, Hoặc là chúng ta có những cái gì ạ à? Có những cái sự rạn nứt Không có được cái sự hòa hợp với các anh chị Đấy Và cái cây mối quan hệ của chúng ta Nó cũng đang bị héo à, Bị héo các anh chị Bị khô đó. Thì sao Thì chúng ta hãy tưới nước Chúng ta hãy chăm bón nó đi các anh chị à, Cho nó tươi lên không ạ à, Cho nó tươi lên à, Cho nó có chất dinh dưỡng Và cho nó có nước đó là gì đó là tưới thêm lòng biết ơn của chúng ta đi các anh chị à, lòng biết ơn các anh chị nhá được không ạ và khi mà anh chị làm được những cái điều này này là anh chị đang cho đi những cái tần số tốt đẹp à, thông qua à, ra ngoài vũ trụ thông qua lòng biết ơn đó các anh chị à, và khi mà anh chị cho ra những cái điều tốt đẹp á, thì anh chị đang thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình và anh chị đang có một cái hành trình rất là hạnh phúc các anh chị nhá à, được không ạ cho nên là sao À, cho nên á, à, cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua mình hãy biết ơn tất cả những cái điều gì mà mình đang có à, để giúp cho mình càng ngày càng vui vẻ càng ngày càng đủ đầy và chính cái tần số vui vẻ tích cực à, hạnh phúc đủ đầy này à, nó chính là một cái nguồn cảm xúc cái nguồn năng lượng rất là lớn để giúp cho các anh chị à, tiến về phía trước và đạt được những cái mục tiêu của mình à, được không ạ và đây là sự lựa chọn và đây hoàn toàn là sự lựa chọn hết các anh chị à, anh chị có thể là sau buổi mổ buổi sáng trước khi à, trước khi ngủ dậy à, sau khi ngủ dậy anh chị cứ sao ạ cứ tập trung vào than phiền rồi cứ tập trung vào cái sự thiếu thốn à, rồi hoặc là hai anh chị có cái sự lựa chọn thứ hai là mình lựa chọn vào cái sự đủ đầy mình cho đi những cái cảm xúc tốt đẹp mình cho đi những cái cảm xúc tích cực mình cho đi ra ngoài vũ trụ à, những cái điều tốt đẹp và thông qua gì thực hành lòng biết ơn uhm, chúng ta biết ơn tất cả những cái điều mà mình đang có và đã có các anh chị nhá đúng không ạ? Uhm. cho nên là sao? À, cho nên là trong những cái quy trình hàng ngày á, có lòng biết ơn để làm gì? để mà chúng ta à, chuyển đổi à, từ cái cảm xúc thiếu thốn sang cái cảm xúc đủ đầy à, đúng không ạ? và trong những cái quy luật của vũ trụ thì có một cái quy luật đó là gì đó là luật hấp dẫn những cái gì giống nhau thì sẽ thu hút giống nhau mà cho nên là sao cho nên là nếu như mà bên trong đủ đầy thì ở bên ngoài sẽ tự động thu hút tiền bạc sức khỏe mối quan hệ nó sẽ khớp với cái bên trong các anh chị nhá chỉ cần bên trong các anh chị có thì nó sẽ thu hút ở bên ngoài những cái điều tương xứng khớp với cái bên trong đúng không ạ cho nên là sao cho nên là việc của mình mình cần phải làm trọn cái bổn phận của mình. À, mình phải có hạt giống, mình gieo cái hạt giống xuống đất rồi. À thì mình cho cái thêm những cái điều kiện đất, nước và gió. À việc còn lại đó là gì? Đó là vũ trụ lòng À đúng không ạ? À và lòng biết ơn cũng như vậy. Như việc của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta phải gieo được cái hạt giống của lòng biết ơn. À và khi mà bên trong của chúng ta đủ đầy à thì những cái bước còn lại à, vũ trụ sẽ lo hết các anh chị nha À, và nhiệm vụ của mình đó là gì Nhiệm vụ của mình là ra quyết định Còn việc còn lại là để vũ trụ lo hết các anh chị nha Được không ạ à, Và có một cái câu nói Rất là nổi tiếng các anh chị Đó là gì Đó là mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi à, Mong muốn của bạn là mệnh lệnh Của cả vũ trụ này à, Và ngay bây giờ ngay lúc này Bạn đang mong muốn điều gì và anh chị biết không ạ, bên cạnh chúng ta mỗi ngày từng giây từng phút kể cả lúc mà anh chị ngủ luôn Là cũng có một người thư ký luôn ghi lại những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của các anh chị Ghi chép lại hết các anh chị Và nếu như tất cả những cái điều gì mà anh chị hay nghĩ tới lặp đi lặp lại mỗi ngày Thì cái điều đó nó sẽ diễn ra đầu tiên, vũ trụ sẽ thu hút cái điều đó đến đầu tiên các anh chị nha cho nên là sao à cho nên cái việc mà chúng ta làm chủ được cái suy nghĩ của mình nó rất là quan trọng à, mình cần phải tập trung tích cực vào những cái điều mình mong muốn các anh chị nhá được không ạ và khi mà các anh chị luyện tập lòng biết ơn cả một ngày sáng trưa tối đấy thì nó sẽ giúp cho các anh chị đủ đầy cả ngày và khi mà chúng ta đủ đầy cả ngày thì sao thì nguồn lực nó bắt đầu xuất hiện À, tình hình nó sẽ thay đổi tiền về từ mọi ngõ ngách các anh chị nhá à, vậy nên là sao vậy nên việc của chúng ta đó là gì làm trọn bổn phận của mình thôi các anh chị à, làm trọn bổn phận của mình thôi các anh chị nhá à, thì cái dòng tiền nó sẽ được thu hút về được không ạ à, cho nên là sao à, cho nên là thanh an rất là vui mỗi ngày trôi qua mình đều rất là vui vẻ hạnh phúc mình làm cho bên trong của mình đủ đầy các anh chị nhá À, thì sao? Thì ngày nào cũng có đơn hàng. Ngày nào cũng có khách hàng tự đọc gọt cửa mua hàng. À, vì sao? À, vì bên trong đủ đầy thì bên ngoài đầy đủ các anh chị nhé. À, được không ạ? Cho nên là sao? À, cho nên à, mình phải nuôi dưỡng bên trong à, tất cả những cái điều mà sao? À, tất cả những cái điều mà chúng ta đang có nhờ vào lòng biết ơn các anh chị nhé. À, biết ơn tất cả những cái điều mà chúng ta đang có. À, rồi mình, mình sẽ làm sao... À, mỗi ngày mình sẽ gieo xuống là gì Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tiềm thức và vũ trụ đã mang đến cho tôi những nguồn lực tuyệt vời nhất những nguồn lực uh, tốt nhất giúp cho tôi hoàn thành xuất sắc uh, mục tiêu tài chính uh, 30 ngày của tháng 11 năm 2023 tiền lợi nhuận chảy vào tài khoản ngân hàng của tôi là đó anh chị ghi cố pháp đó và anh chị tuyên bố là uh, ngày nào anh chị cũng tuyên bố cái điều đó các anh chị ngày nào anh chị cũng phải đặt hàng cái điều đó các anh chị nhé đó, đó là mình đang làm đủ đầy cho bên trong à, Cho cái thế giới bên trong của mình Và bên trong của mình nó cảm thấy sướng Nó thích, nó vui vẻ Nó thích thú cái điều đó à, Mình nuôi dưỡng bên trong các anh chị nha à, Thì nó sẽ thu hút ra những cái điều ở bên ngoài Được không ạ Cho nên à, là Trong những cái ngày sắp tới Chúng ta sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình hoàn toàn à, Mình sẽ học những cái công thức Mình sẽ học những cái quy luật của vũ trụ à, Mình sẽ học những cái bí kích của vũ trụ các anh chị à, câu lạc bộ sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái bí kíp của thành công của người thành công à, những cái điều này thì thanh an cũng được học à, và mình cũng đã ứng dụng và mình cũng đã phát triển và mình ứng dụng trên chính cái cơ thể mình để tạo ra kết quả rồi các anh chị nhá à, và thanh an cũng đã chia sẻ được cho rất là nhiều những anh chị ứng dụng và thành công à, bộ công thức của câu lạc bộ các anh chị nhá và bộ công thức của câu lạc bộ là gì ạ à, là đơn giản mình sống đúng theo những cái quy luật của vũ trụ thôi. À mình sống đúng và mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống vào trong từng cái mục tiêu của mình và mình sẽ từng bước từng bước từng bước đạt được cái mục tiêu của mình một cách dễ dàng các anh chị nha. Được không ạ? Ừ, cho nên là sao à, cho nên là khi mà anh chị thấy những người bạn trong câu lạc bộ của mình á ăn mừng thành công á à, thì sao ạ? À, thì mình à, cũng sẽ à, gọi là gì mình cũng sẽ chúc mừng cho cái sự thành công của họ Những anh chị tăng trưởng gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 10, gấp 20 lần á à, là anh chị cũng sẽ ăn mừng như chính cái sự thành công của các anh chị nha. Đấy Ừ, và anh chị thấy nè khi mà anh chị tham gia vào môi trường công bộ anh chị thấy những cái sự thành công đó anh chị biết được rằng đó là những người mà họ đã nắm trọn vẹn hiểu đúng hiểu đủ à, ứng dụng đúng sống đúng các cái quy luật vũ trụ các anh chị nhá à, anh chị thấy những người bạn của mình lên chia sẻ không ạ ừ, toàn thấy những cái sự chia sẻ gia tăng thu nhập à, rồi được những cái món quà giá trị cao à, rồi đạt được những cái thành tựu à, rất là tuyệt vời các anh chị nhá à, được không ạ À, cho nên là sao cho nên là mình hãy hòa mình à, vào trong à, cái môi trường à, và mình học tập cái công thức của người thành công đi các anh chị à, mình hãy học tập công thức của người thành công à, bất kể là cái tình trạng hiện tại của mình như thế nào đi chăng nữa à, thì cho dù anh chị ứng dụng anh chị ứng dụng đúng đúng đều các cái quy luật à, thì cho dù anh chị đang ở cái tình trạng như thế nào đi chăng nữa cái mức tài chính, cái mức gia, cái mức thu nhập của các anh chị cũng sẽ gia tăng theo thời gian và nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái việc mà phát triển của các anh chị nhá. Được không ạ? À, khi mà anh chị ứng dụng những cái quy luật của vũ trụ những cái bí kíp mà câu lạc bộ chia sẻ cho các anh chị thì tài chính của các anh chị sẽ gia tăng được một cách khủng khiếp luôn các anh chị nhá. À, rất là tuyệt vời, rất là vi diệu luôn cái đó các anh chị. À, và anh chị phải nhớ nhá đó là gì đó là anh chị cần phải có một cái sự kiên nhẫn à, mình phải kiên nhẫn các anh chị à, mình gieo hạt giống rồi mình cần phải có cái sự kiên nhẫn các anh chị nhá à, và việc của mình đó là gì đó là mình cần phải làm uh, làm tròn cái bộ phận của mình là mình chăm sóc và mình tưới nước các anh chị kiên nhẫn ứng dụng đều đặt liên tục mỗi ngày à, chứ không phải là sao chứ không phải là mình gieo xong rồi à, rồi không có tưới nước không có chăm sóc thì làm sao mà mình đạt được các anh chị đúng không ạ anh chị gieo cái hạt giống nó xuống rồi anh chị phải chăm sóc nó mỗi ngày anh chị cần phải kiên nhẫn được không ạ và mình chỉ cần làm trọn bộ phần của mình thôi các anh chị nhá và việc còn lại thì hãy để vũ trụ lo được không ạ à, và trong cái việc mà phát triển thì anh chị cũng phải xây dựng cho mình những cái thói quen mới à, và mình phải xây dựng cho mình cái thói quen của cái sự kỷ luật thói quen của cái sự kiên trì thói quen của cái sự kiên nhẫn thì khi mà anh chị đồng hành cùng với cầu bộ mới tạo ra cái kết quả lớn được các anh chị nhá được không ạ À, chứ không phải là gì à do công thức hay là do luật hấp dẫn không đúng với mình à, chỉ đúng với người khác không phải như thế đâu các anh chị mà quan trọng là do mình à, vì công thức đúng với tất cả mọi người à, mà chúng ta không nghiêm túc không kỷ luật không có cái sự kiên nhẫn thì sao chúng ta không kiên nhẫn trong cái việc mà phát triển bản thân mỗi ngày thì sao à, mình không có kiên nhẫn trong cái việc mà phát triển bản thân không có kiên nhẫn trong cái việc xây dựng những cái thói quen của người thành công mỗi ngày thì mình sẽ không đạt được những cái kết quả như mình mong muốn đâu các anh chị. Đó, anh chị nhớ nhá. Một cái thói quen á mình làm vài lần nó chưa tạo ra kết quả đâu các anh chị. Mà quan trọng á, là mình cần phải kiên trì, mình cần phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì nó mới tạo ra được cái kết quả các anh chị nhá. À, những cái thứ mà anh chị làm một vài lần nó không giúp cho cái cuộc sống của các anh chị tốt lên. Nhưng những cái thứ mà anh chị làm kiên trì sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái cuộc sống mà anh chị mong muốn à, đúng không ạ à, và thanh an đọc tại các anh chị nha đó là gì một cái thói quen mà anh chị làm vài lần thì chưa tạo ra được cái kết quả mà kiên mà quan trọng là anh chị cần phải kiên trì lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó mới tạo ra được cái kết quả được không ạ à, những cái thứ mà làm bạn làm một vài lần nó không có giúp cho cái cuộc sống của bạn tốt lên nhưng những cái thứ mà bạn làm kiên trì sẽ giúp cho bạn đạt được cái điều mà bạn mong muốn được không ạ Đấy. Ok các anh chị ha. Cho nên là sao? À, cho nên có rất là nhiều những cái thói quen mà câu lạc bộ chia sẻ cho các anh chị và quan trọng là anh chị cần phải làm chủ được mình. À, để làm sao ạ? Để mà mình kỷ luật mình thực hiện những cái thói quen này liên tục trong 30 ngày sắp tới và mình phải thực hiện đầy đủ các anh chị nhé. Mình phải rèn luyện cái thói quen này à, mình sẽ ứng dụng À, rồi sao mình sẽ làm mỗi ngày luôn các anh chị. À, chứ không phải chỉ có làm trong 30 ngày là xong đâu các anh chị nhá. À được không ạ? Và cái bước thứ ba, à, một cái điều tuyệt vời thứ ba trong cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện mỗi ngày đó là gì đó là chúng ta sẽ hình dung tưởng tượng về cái mục tiêu của mình à, hình dung tưởng tượng về cái mục tiêu của mình các anh chị nhá à, sáng sớm khi mà mở mắt ra là chúng ta phải có hình dung ra cái ba cái mục tiêu lớn trong cái cuộc đời của mình sau khi mà anh chị đã chuyển đổi được cái tần số cảm xúc sang hạnh phúc đủ đầy xong à, lòng biết ơn xong thì anh chị cần phải hình dung ra về cái kết quả mục tiêu của mình À đấy anh chị à, hình dung ra cái mục tiêu kết quả của mình á, thì ngay lập tức vũ trụ sẽ hưởng ứng các anh chị ngay nhé đấy à, nên là sao à, nên là anh chị sẽ thấy là gì anh chị thấy là có rất là nhiều người họ rất là may mắn họ suôn sẻ trong những cái việc họ đi đến đâu họ cũng có những cái quý nhân phụ trụ à, phù trợ họ thu hút về tiền bạc rất là nhiều à, họ được vũ trụ hậu thuận các anh chị à, vậy thì làm sao để mà vũ trụ có thể hậu thuận cho mình các anh chị ạ ơi à, Đấy. làm sao để mà vũ trụ có thể hậu thuẫn cho mình đó là gì đó là mình hãy chuyển đổi cái tần số cảm xúc của mình qua lòng biết ơn các anh chị nha đó và sau đó thì mình sẽ hình dung tưởng tượng về những cái kết quả mà mình mong muốn trong cuộc sống được không ạ à, có thể là gì có thể là mục tiêu 30 ngày có thể là mục tiêu à, 6 tháng à, có thể là mục tiêu bất kỳ mục tiêu nào đó mà anh chị lựa chọn À, đó vậy nên là sao vậy nên là mỗi buổi sáng chúng ta hãy lựa chọn những cái mục tiêu lớn trong đời mà chúng ta khao khát và chúng ta nghĩ về nó các anh chị nhá à, đúng không ạ và khi mà anh chị thực hành lòng biết ơn xong anh chị tới cái bước hình dung tưởng tượng về cái mục tiêu của mình à, thì trong cái ngày hôm đó các anh chị nhá à, sẽ có rất là nhiều những cái nguồn lực tuyệt vời đến với các anh chị những cái quý nhân phù trợ à, và cực kỳ nhiều à, hoặc là gì những cái chiến lược đến À, giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình lên à, luôn tuyệt vời không ạ? Cho nên là sao? Cho nên á những cái quy trình, những cái thói quen á chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày các anh chị nhá. À, buổi sáng mình cần làm cái gì? À, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối mình cần làm các anh chị à, làm cái gì các anh chị nhá? À, đúng không ạ? À, buổi sáng như là trong cái video hôm nay thanh an hướng dẫn này à, mình làm những cái bước nào thì mình hãy thực hiện nó y chang các anh chị nhá. À, đúng không ạ? và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta ra quyết định à, đó là gì đó là chúng ta sẽ cam kết thực hiện những cái thói quen mỗi ngày để mà mình hướng tới cái sự thành công à để mà hướng tới tập trung vào cái sự thành công và thay đổi cái cuộc đời của chính mình và tạo ra những cái kết quả bùng nổ trong những tháng cuối năm thì comment tôi được không ạ đấy ừ. À, chúng ta hãy thu hút những cái năng lượng của vũ trụ để giúp cho chúng ta học thuận những cái mục tiêu các anh chị nhá à, và khi mà chúng ta có được một cái sự học thuận của vũ trụ các anh chị sẽ thấy là mình đi tới đâu mình sẽ thu hút những cái nguồn lực tuyệt vời tới đó và giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu một cách dễ dàng à được không ạ rồi à, và đó là những cái thói quen đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một cái buổi sáng các anh chị nhá À, được ạ à, và mình cũng sẽ rèn luyện những cái điều này mỗi ngày và đó cũng chính là cái nội dung mà Thanh An muốn chia sẻ trong cái chuỗi livestream ngày hôm nay ha à, đó là mình hãy rèn luyện rèn luyện những cái thói quen này mỗi ngày các anh chị nhá à, và trong những ngày tiếp theo thì Thanh An cũng sẽ chia sẻ với các anh chị những cái thói quen tiếp theo những cái thói quen tiếp theo trong những buổi dung và những buổi live tiếp theo các anh chị nhá được ạ chia sẻ với các anh chị để là anh chị đồng hành cùng với Thanh An và rèn luyện những cái thói quen này mình cùng nhau thực hiện mỗi ngày các anh chị nhé à, được không ạ? À, và cái điều mà Thanh An cần các anh chị đó là gì? Đó là chúng ta hãy cần kiên nhẫn và kiên trì kỷ luật mỗi ngày học tập và ứng dụng các anh chị nhé à, được không ạ? À, và bởi vì chúng ta cũng đã học rất là nhiều năm tháng để mà chúng ta có được một cái tấm bằng đi làm thuê à, mình học mười mấy năm luôn các anh chị à, mình học mười mấy năm, hai chục năm đó, để mà mình có ra Một cái tấm bằng là Một tháng 5 triệu, 10 triệu Mà chúng ta kiên nhẫn quá trời luôn Các anh chị thức khuya dậy sớm Vậy thì Bây giờ anh chị đang học những cái điều Mà sẽ thay đổi cuộc sống của các anh chị Bước sang một trang mới Thành công hơn, giàu có hơn Hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn Thịnh vượng hơn, dư dả hơn Đủ đầy hơn Thì anh chị có sẵn sàng đầu tư thời gian Công sức cũng như là tiền bạc À, tiền bạc ở đây là gì tiền à, điện tiền nước tiền wifi à, tiền vỡ ghi chép này kia để cuộc đời của mình bước sang một trang mới từ nay và cỡ trở về sau không các anh chị ơi à, từ nay trở về sau là những cái giây phút huy hoàng về tài chính các anh chị nha à, tự do thời gian tự do không gian tự do về tài chính các anh chị được không ạ rồi, rất là tuyệt vời các anh chị ha. À, cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với Thanh An và đồng hành cùng với câu lạc bộ ở trong xuyên suốt cái buổi Zoom và buổi live stream ngày hôm nay ha. À, chúc cho tất cả các anh chị một cái tháng 11 thành công, rực rỡ, bứt phá, ngoạn mục, à, bùng nổ về quy mô, bùng nổ về doanh số, bùng nổ về lợi nhuận các anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom và những buổi live stream tiếp theo các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.